thi đấu xuất sắc, Trịnh Thu Vinh trở thành nữ xạ thủ Việt Nam đầu tiên lọt vào chung kết nội dung bắn súng ở một kỳ Thế vận hội Olympic. Cụ thể, vào chiều 27 tháng 7, Trịnh Thu Vinh bước vào so tài nội dung 10m súng ngắn hơi nữ tại Olympic Paris 2024. Đối thủ của Thu Vinh là 44 xạ thủ quốc tế khác. Sau 6 lượt bắn, mỗi lượt 10 viên đạn, Thu Vinh giành được 578 điểm, đứng thứ tư chung cuộc. Màn thể hiện ấn tượng nhất của tay súng Việt Nam là ở lượt bắn thứ 5, khi cô bắn cả 10 viên đều đạt điểm 10. Với kết quả trên, Trịnh Thu Vinh là một trong 8 vận động viên giành vé vào chung kết nội dung 10m súng ngắn hơi nữ. Trưởng đoàn thể thao Việt Nam, ông Đặng Hà Việt chia sẻ rằng, đây là kết quả thật xúc động, đoàn thể thao Việt Nam rất vui với kết quả này. Xin chúc mừng đội bắn súng Việt Nam và các em vận động viên đang có tâm lý tốt trong thi đấu. Ngay sau phần thi, Trịnh Thu Vinh được thưởng nóng 1.000 USD từ cựu huấn luyện viên trưởng tuyển bắn súng Việt Nam Nguyễn Thị Nhung.